Nay chúng ta đã nghe giảng xong kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất luận quý vị là ai, là hàng trời người, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều nên phải phát tâm Bồ đề, đều phải nên phát tâm thực hành đạo Bồ Tát, chúng ta đều phải thành Bồ Tát, đừng nên tiếp tục tạo những nhân khác để rồi tiếp tục thành chúng sanh khác, chúng ta phải gieo nhân để trở thành Bồ Tát và Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho chúng ta từ lâu rồi. Ngài nói, nếu có người chỉ cần niệm Nam Mô Phật dù chỉ một lần cũng sẽ thành tựu Phật quả, không cần phải niệm nhiều lần. Nếu chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô Phật một lần thôi thì trong tương lai nhất định sẽ thành Phật cho dù ta không biết đến điều ấy. Sau khi nghe giảng bộ kinh thủ lăng nghiêm này rồi, chúng ta trở nên hiểu được Phật Pháp rõ ràng hơn, có được vô lượng công đức bất khả tư nghỉ. Đó là lý do tại sao trong kinh nói rằng, đem bảy thứ châu báu đầy cả hư không khắp mười phương, cúng dường chư Phật, cũng không lớn bằng giảng giải kinh thủ lăng nghiêm bây giờ chúng ta đã nghe giảng xong kinh thủ lăng nghiêm khổ nhọc của quý vị đã tiêu tan và sự lo lắng của tôi cũng vừa hết sao vậy vì chúng ta không còn phải chịu khó nhọc nữa trong tương lai khi quý vị thực hành đạo bồ tát quý vị cũng sẽ chịu rất nhiều khổ nhọc nhưng quý vị sẽ nhận chịu một cách hoan hỉ bởi do tự nguyện lãnh chịu những khổ nhọc ấy, chứ không phải do áp lực của người khác. Sau khi pháp hội này chấm dứt, chúng ta sẽ nghỉ hai tuần để lại sám. Tôi sẽ tiếp tục giảng phẩm phổ môn để kỷ niệm ngày sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch. Hôm nay là mùng 1 tháng 8 âm lịch còn một tháng mười chín ngày nữa là đến ngày kỷ niệm lúc đó tôi sẽ giảng phẩm phổ môn là chương thứ hai mươi bốn trong kinh pháp hoa bản tiếng anh và là chương thứ hai mươi trong bản tiếng hán đó là vì có một chương chưa dịch xong sau khi giảng phẩm phổ môn xong nếu quý vị thành tâm khát ngưỡng tôi sẽ giảng kinh pháp hoa nếu quý vị muốn đến phật giáo giảng đường để nghiên cứu phật pháp thì vẫn cứ đến hiện nay thầy quả tiền đang ở đó quý vị có thể cùng thầy nghiên cứu phật pháp mọi người muốn nghiên cứu phật pháp đều có thể đến đó bất cứ lúc nào nhưng tôi bận phải coi sóc một số việc khác tôi cũng đã dự tính mời thầy quả địa chịu khó hướng dẫn đại chúng nghiên cứu phật pháp nhưng tôi chưa sắp xếp chương trình thầy quả pháp cũng phát tâm bồ tát hướng dẫn đại chúng tham cứu sâu hơn kinh thủ lăng nghiêm vì thầy quả pháp biết tiếng hán và hiểu sâu được lý kinh do thầy biết tiếng hán thầy sẽ dịch kinh sang tiếng anh việc này vừa rất khó vừa rất dễ nhờ thầy thông hiểu nên nó dễ nếu thầy không thông hiểu thì sẽ rất khó, do vậy chúng ta nên phát tâm Bồ Tát và thực hành đạo Bồ Tát. Tôi hy vọng mọi người đã nghe giảng kinh thủ La Nghiêm rồi đều sẽ phát tâm Bồ Tát. Tôi nói lại một lần nữa, bất kể quý vị là người trời, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì quý vị đều phải phát tâm cầu giác ngộ. Đừng nên mê mờ nữa, Đức Phật là người đã giác ngộ bây giờ chúng ta đều nên hy vọng không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành người giác ngộ